Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ trở lại với các bạn về cái cây táo của mình á. Tại vì hôm trước mình có làm một cái cuốn video về mấy cái cây ăn trái nhà mình, thì có rất là nhiều bạn rất là thích cái cây táo của mình. Mà hôm đó thì mình cũng chưa không có làm kỹ lưỡng để cho các bạn ngắm cái cây táo của mình, hai cái cây táo tàu của mình ha. Đây nè các bạn coi nè, đó, hai cái cây táo tàu của mình hôm nay rất là nhiều trái luôn. Coi cái chùm nhỏ này thôi á mà nó quá chừng trái luôn nè các bạn đó. Thì bây giờ thì trái nó còn rất là xanh, cho nên là nó khoảng, chắc mình nghĩ cũng khoảng 1 tháng 2 tháng nữa thì mới có thể là ăn táo được. Bây giờ các bạn nhìn qua bên đây nè, đó đó, cái chùm này á, là nó quá là lớn to luôn á các bạn. Coi nè cái trái của nó quá đã anh ha. Đó, bà bị thấy không, bà bị thấy táo của mẹ không? Dạ, rất là đẹp luôn á. Táo của mình rất là ngọt, dạ, cho nên là nhiều bạn vô đi coi và rất là thích cây táo của mình. Cho nên là hôm nay trước khi mà mình với ông xã mình hái cái trái bầu để anh mang vào tặng với người nào đó, thì mình nói với anh là cho mình nói rõ hơn, chi tiết hơn về cái cây táo. Thì cái hai cái cây táo tàu này của mình trồng chắc cũng trên 10 năm rồi anh ha. Thì năm nào cũng cho mình rất là nhiều trái và nó rất là ngọt các bạn đó. Thì táo thì nó chín từng đợt nha. Thí dụ như bây giờ nó có những cái đợt lớn như thế này thì khoảng 1 tháng nữa thì mình có thể ăn được rồi. Và sau đó thì nó sẽ tới cái đợt nhỏ hơn, rồi nó nhỏ hơn nữa, và có những cái trái còn rất là nhỏ. Bây giờ thì bông hình như nó cũng đã hết rồi, hết bông rồi. Nhưng mà táo này mình ăn khoảng 3 tháng đó, nghĩa là khoảng tháng 9 thì táo bắt đầu chín. Và mình có thể ăn khoảng tháng 9, tháng 10, tháng 11, lan qua tháng 12. Thì đến khi tháng 12 thì khi mà mùa đông đến thì cây sẽ rụng hết lá và cây nó chỉ còn lại những cái nhánh rất là khô, nhìn rất là tội nghiệp đó các bạn. Nhưng mà thời gian đó là cây nó đang ngủ. Mình và ông xã của mình sẽ tỉa gọn lại, rồi sau đó thì mình cho thức ăn và cây nó sẽ ngủ. Đó là cái chu kỳ của cây ha các bạn ha. Cây ngủ khoảng 3 tháng thì mùa xuân thì các bạn lại thấy những cái chồi lá xanh rất là dễ thương sẽ mọc lên và lại bắt đầu có lá, có bông cho mình những cái trái rất là ngọt đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng cho các bạn coi cái cây táo của mình nè. Đó các bạn coi nè, cành nào cũng trái trị triểu hết. Có nhiều người á, khi mà hái táo á, họ lại thích những cái trái to như thế này. Nhưng mà đối với mình á, mình lại thích những cái trái vừa vừa như thế này thôi. Những trái vừa vừa như thế này á, ăn nó rất là ngon đó. Còn có người thì lại thích trái to, nhưng mà trái to thì nó cũng ngon, nhưng mà cái thịt của nó mình thấy hình như nó không có được chắc chẽ bằng những cái trái vừa vừa như thế này. Thậm chí khi mà mình đi mua trái cây cũng vậy, mình không bao giờ lựa những cái trái bự. Mình lựa cái trái nào nó chặt chẽ, nó nặng và nó vừa size thì ăn rất là cũng ngon hơn, phải không các bạn? Bây giờ các bạn đi một vòng với mình nha. Đây, các bạn coi nè, một chùm này thôi đó, chỉ là một cái chùm nhỏ xíu như vậy mà trái nó đeo như thế này á. Cho nên là năm nào mình cũng có rất là nhiều trái táo để mà ăn rồi biếu cho bạn bè nữa. Có một cái là mỗi năm á, vào cái khoảng cuối tháng 8 là cái ngày Labor Day, đầu tháng 9 là Labor Day, bên mình là cái ngày lễ lao động. Thì thường mình hay có những cái bữa tiệc barbecue để coi như là bạn bè, gia đình tụ họp để chấm dứt cái mùa hè. Thì bạn bè mình đến đông, nhưng mà cái thời gian đó thì táo chưa có chín để cho bạn bè mình hái. Cho nên là cái đó là mình hơi tiếc, ước gì nó chín đúng vào cái mùa, cái ngày lễ, thời gian lễ lao động, để cho mọi người cùng hái, cùng ăn chắc là vui lắm anh ha. Cũng giống như là đi vườn trái cây lái thiêu vậy đó. Ok, đây là cái cây táo ngọt của mình ha. Mình đã từng nhắc tới nhắc lui hoài đó. Bên đây mình còn một cây nữa. Ông xã mình còn muốn chia sẻ với các bạn thêm nữa. Ở trên đó quá trời à. Nè anh, đó đây nè các bạn coi nè. Đó, coi cây táo của mình có mê không? Dạ. Phía sau. Dạ. Đây giờ nó đang nắng như thế này đó các bạn. Nắng ấm như thế này thì trái nó mau chín lắm. Khi mà các bạn thấy trái bắt đầu nó có những cái chấm chấm nâu là bắt đầu mình có thể ăn được rồi. Thì nó có từng đợt mình thích ăn vừa chín tới, chín vừa và chín nâu, đó là tùy theo mình. Đó. Rồi. Và bây giờ thì đây là cái cây táo của con gái mình. Con gái mình rất là thích cái cây táo này, tại vì ăn á, không những nó ngọt mà nó có cái vị chua chua, nó đậm đà. Thì con gái mình thích lắm.
Thì lúc mà mình trồng á, mình thấy ở đây nó cũng hơi hơi cản cái đường đi, thì mình cũng nói thôi giờ mình bỏ bớt một cây đi, để trồng một cây thôi. Thì ông xã mình không có cho, tại vì ông xã mình nói là đây là cái cây táo của con gái của mình, cũng giống như là cái bụi bông mà con gái mình thích, là ông xã mình không có cho mình đụng tới đâu đó. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn rõ hơn về cái cây táo của mình hiện giờ. Nó trái rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ vô, mình nhờ ông xã mình hái cho mình cái trái bầu nha các bạn. Trái bầu này cần phải hái rồi, tại vì nó cũng ở trên vàng 2 tuần rồi đó các bạn. Rồi các bạn cùng theo mình đi hái bầu nha. Đây các bạn, mình sẽ nhờ ông xã mình bắt cái thang để hái cái trái bầu này nè. Cái bầu này nó dài quá trời rồi, nếu mà để lâu quá nó già, ăn cũng không có ngon á. À, cho nên là mình sẽ hái, hình như ông xã mình hái để cho người bạn nào á. À, cho nên là mình sẽ hái rồi nó sẽ ra, không biết những cái đợt tới rồi cây nó còn khỏe để ra những cái trái to như thế này hay không nữa, nhưng mà nhìn nó cũng mê quá chừng luôn. Cái dây bầu này của mình cũng mấy tháng rồi ha, 3 tháng rồi đó, không biết là có còn đủ sức để ra bầu thêm không. Giống như là cái nhánh trên đây nè các bạn, có nhiều trái nhỏ nhỏ nhưng mà nó vàng hết trơn rồi. Dạ. Ok, để đi hái hả? Đi. Dạ. Dạ. Với lại chắc hồi phải cắt mấy cái lá vàng vàng anh ha. Dạ. Cây nó sắp tàn rồi đó bé ơi. Em nói là trái này nặng bự hơn, em nói Cookie lấy trái này cho bạn đi mà Cookie lại thích trái kia. Sẵn đó rồi, ba cắt xong ba cắt cái trái vàng vàng ú ú luôn. Wow. Quá trời luôn. À, anh đợi em. Cao gần tới ngực mình đó hả Đen? Trái này thì nó không có dài bằng cái trái kia rồi. Ủa vậy hả? Nhưng mà nó nặng hơn. Dạ, tại nó mập hơn á. Dạ, đó các bạn coi nè. Mình trời không? Ông xã mình lấy kỳ trước rồi lên tới đây. Ủa really? Vậy hả? Dễ sợ hả? Hèn chi em nói Cookie đổi đi lấy trái này cho bạn đi, Cookie không chịu, Cookie khoái trái kia rồi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, đó các bạn ha, hái được một cái trái bầu quá trời luôn. Dài ơi, dài hơn một thước anh hả? Dạ. Dạ tay là 2 thức. 2 thức này. 4 6 8. Wow, quá trời luôn, một thước mốt luôn á các bạn. Cái này chắc hơn hơn 9 bao giống như trái của hôm đó về nó hái á. Dạ, em hôm nay nắng tốt quá đó các bạn, cho nên là ông xã mình anh đem mấy cái cây ớt của anh ra anh phơi nắng ngoài này nè. Mình cứ nói với anh là đêm mà đem ra thì chiều phải ráng đem vô, thì đem mà để xuyên nguyên đêm một hai đêm á, làm ở trong này nó có mấy cái đốm, nó có mấy cái đốm giống như nó bị đốm vàng vàng á, giống như hôm bữa mình đi nghỉ phép mình đi chơi á, phải đem ra để cho cây nó tưới á, thì nó bị đốm vàng hết trơn rồi các bạn ơi. Nè các bạn coi nè, đó cây xả ớt này của ông xã mình, trái đã không nó chừng trái ha. Dạ, đây nè. Đó. Xã mình thích cây ớt này lắm. Còn cái cây ớt này nó lạ nè các bạn. Cái đít nó nhọn nhọn á. Người ta gọi ở đây, người ta gọi cây ớt này là cái ớt của cái con hình cái con bồ cạp á. Tại vì nó dài ra và cái đít nó nhọn ra như thế này nè. Đó. Thì nó cũng ra mấy trái cho anh rồi đó. Mấy loại này là mấy loại ớt quý không á. Dạ. Nên ông xã mình cũng thích lắm, thích trồng mấy loại ớt này lắm. Mà mình có rảnh chắc có lẽ là mình cũng sẽ cắt bớt ớt á. Nè. Dạ. Chắc hồi nữa ông xã mình anh đang ấy thì anh đang ấy chắc em đi cắt ớt quá bé ơi. Anh tỉa thì em qua ngoài này em cắt ớt nha. Dạ. Mấy cái ớt này nè, mấy ớt Thái. Thái cũng nhiều trái quá. Các bạn coi nè. Nè. Cái ớt Thái Lan của mình nè. Trời ơi sao mà ở trái mình trái dữ cũng không biết nữa. Các bạn thấy không? Đây bên đây cũng vậy đó nè. Trái là đầy chi chít luôn á. Thái rồi coi. Mấy người bạn ăn ớt của anh có cần ớt chưa? Always. Always hả? Lúc nào cũng cần hết à. Các bạn coi nè. Thấy ham không?
Với cây ớt mà trái nó chi chít chi chít. Chắc mình phải vô mình lấy dao mình với lại cái đồ đựng á để mình cắt bớt ớt rồi các bạn. Nhất là cắt mấy trái này nè. Mình đi vô lấy dao nha các bạn. Cắt bớt cái đám này nè, này nó nhiều quá rồi. Xã mình thì đang héo mình. Dạ, cắt bỏ đi cơ. Dạ, mình cắt mấy cái trái ớt. Bây giờ mình hái trước mấy trái ớt bự bự này nha các bạn. Trời ơi coi nè, quá trời quá đất không. Nhìn thấy mê luôn á. Nè. Thôi nè. Anh cứng nhắc à. Bạn anh khoan loại ớt này không bé? Em cho vô mấy anh thêm về cho mấy chị nấu phở rồi này nọ coi nè. Quá chừng. Thơm ghê ba. Thơm người nghe mùi cũng cay lắm nha. Coi cái nào già trước thì bê hái trước. Cái này quá. Rồi. 5 trái luôn. Rồi bây giờ mình cắt bớt một mớ ớt hiểm. Cái mai em xả mình đem vô hãng rồi cho. Chắc mấy anh đâu thích ớt đỏ hả? Ba thích ớt hơi hường hường hả? Ớt nào cũng ăn. Nào cũng ăn hết hả? Dạ. Nó nhí ở trong nó khó cắt quá. Nhiều lắm. Ừ. Nó nhiều quá em không biết đường đâu em cắt luôn á. Mới cắt từ ở trên xuống hoặc là bên trái qua phải, qua trái. Mà ớt Thái thì sao nó ngộ ha, nó nhỏ nhỏ anh. Thường thường em thấy ớt Thái nó dài dài, nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó hơi dài dài thì em thấy hơi ngắn ngắn. Nhiều quá, đường nó không hái. Hái cái này thách than quá. Yeah. I have a lot of things to do today. Hôm nay là ngày Chủ nhật rồi các bạn. Hôm qua thì mình có công chuyện á, cho nên là mình đi chợ, mình đi chợ xong hết trong tuần rồi. Hôm nay thì mình mới ra vườn nhiều. Chứ đúng ra là ngày tuần Chủ nhật á là mình thời gian để mình nấu nướng, nhưng mà ngày hôm qua là mình đã làm xong cái công chuyện đó rồi. Tại vì hôm qua là cái chương trình của mình nó hơi thay đổi một chút xíu. Cái thời khóa biểu của mình nó hơi thay đổi. Cho nên là mình đã đi chợ rồi, hôm nay mình mới ra vườn. Và hôm nay thì mình còn rất là nhiều công chuyện để mình làm. Mà bây giờ mình ngồi mình cắt từng trái ớt. Mất thời gian quá luôn. Thôi giờ em bứng nguyên cái cắt nguyên cái nhánh cho mấy ảnh giỏng, mấy ảnh ăn luôn cho rồi. Cắt lâu quá. Rất là mất thời gian. Nhiều quá, nhìn cái lá mắt luôn không biết đường đâu em mò nữa. Dạ. Cắt chày trái nữa rồi chút xíu chắc cắt lại quá. Bây giờ mình phải đi làm cái công việc khác. Rồi các bạn, mình hái được một mớ rồi. Ủa cha. Rồi. Hái được một ít. Thôi mà có lẽ mình sẽ trở lại. Hái tiếp không đá thì hả? Trở lại hái. Cái này là ở dưới đây nè. Mình không phải chuyên nghiệp, hái kiểu này chắc khoảng nửa ngày chưa xong. Chưa xong cái ớt. Đó, ở dưới đây nó nhiều lắm nhưng mà nó tôi biết gì á, nó làm em loa mắt luôn á, những cái đường này mà cây này kia ha, bên đầu hồ này cái trái mình không thấy luôn. Ờ. Đẹp quá ha. Đẹp quá. Tay xin cho nó chưa? No the first one ha. Để dành coi ha. Trái nó chín lên nó một cam cam mới thấy nữa. Hồi nào mình không thấy ha. Yeah. Em cứ ngó ngó hoài em thấy sao nó lâu quá mà sao bây giờ mình mới thấy đó. Cái chuyện nó cam rồi mình mới thấy đó. Còn cái mấy trái kia nó tại vì nó tiệp cái màu lá đó. Yeah. À, thành ra không thấy được. Yeah. Thôi dad ơi. Em hái vô đây thôi, ngồi mỏi quá à. Với lại em phải vô em coi cái cây bầu của em. Tại vì có mấy cái bông á chắc là mình phải phụ nó, thụ phấn đó, mình phải chấm cho nó. Đúng thôi, bầu hồ lô của mình nó không có đậu được nhiều trái. Mà ngồi cắt ớt cho anh mệt quá à. Thôi, bây giờ mình chia tay các bạn ở đây nha. Hôm nay thì mình ra mình giới thiệu kỹ hơn về cái cây táo của mình. Mình hái được một cái trái bầu khủng luôn. Và một rổ ớt. Một chút xíu nữa trời mát mát xuống rồi à, có lẽ là mình sẽ hái thêm ớt Thái Lan, ớt hiểm Thái Lan á. Cho ông xã mình anh cho mấy người bạn ăn ớt của xã mình. Bây giờ mình xin chia tay các bạn ha. Mình hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn video sau nha. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ bên người thân. Bye bye.